Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong một cái tuần thứ ba của tháng 1. Đây cũng có thể nói là một cái tuần khá là quan trọng để mà quyết định cái xu hướng của thị trường ở trong cái giai đoạn sắp tới. Thì xét về tổng thể cái xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn là cái xu hướng tăng thôi. Đó. Và nó vẫn bám giữ cái xu hướng tăng này tương đối tốt. Tuy nhiên thì đối với các cái cổ phiếu ở trên thị trường thì nó không được suôn sẻ như vậy. Và phần lớn cái dòng tiền á nó chỉ có tập trung vào cái nhóm ngành ngân hàng ở thời điểm hiện tại mà thôi, và chỉ có cổ phiếu ngân hàng là giữ giá được trong cái nhịp điều chỉnh, cái nhịp rung lắc vừa rồi mà thôi, chứ còn phần lớn các cổ phiếu còn lại đều cho cái áp lực điều chỉnh rất là mạnh, hoặc là một số cái cổ phiếu thuộc nhóm mid cap mà không có câu chuyện á thì nó giờ nó chịu áp lực quay đầu giảm điểm khá là nhanh so với cái đà rung lắc của thị trường, và thậm chí là nó không có cái nhịp phục hồi ở giai đoạn cuối phiên luôn. Thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố, một trong những cái vấn đề của sự dịch chuyển dòng tiền ở thời điểm hiện tại. Và điều này Thành cũng đã nói, đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều lần ở trong những cái video trước đây rồi. Với việc là dòng tiền ở thời điểm này nó khá là yếu, nên là không thể nào đòi hỏi dòng tiền nó sẽ lan tỏa và nó lên đều như những cái nhịp trước đây được. Và khi mà so về mức độ thanh khoản á, thì ở thanh khoản ở những cái vùng này nè, hoặc là những cái giai đoạn trước đây nè, đấy, nó rất là thấp so với giờ, những cái giai đoạn, những cái phiên mà tăng bùng nổ trước đó, hoặc là cái dòng tiền nó lan tỏa trước đó, đúng không ạ? Đó, thì với cái mức độ thanh khoản như vậy thì cái việc mà dòng tiền bây giờ nó all in, nó dồn hết vào một cái nhóm ngân hàng rồi á, thì nó cần phải có thời gian để mà nó dịch chuyển và nó cơ cấu sang các cái nhóm ngành khác. Đó, và đương nhiên trong cái khoảng thời gian đó các cái cổ phiếu khác hoặc là các cái nhóm ngành như là bất động sản, chứng khoán, thép này nọ, đầu tư công này nọ cái thứ á, thì bắt buộc là nó phải chịu một cái áp lực điều chỉnh nhất định. Áp lực điều chỉnh này nó đến từ đâu? Nó đến từ việc là nhà đầu tư đang nắm giữ các cổ phiếu đó và chịu không nổi và thấy cái cổ phiếu ngân hàng tăng mãi thôi thì bắt đầu bán để chuyển qua các cổ phiếu ngân hàng, hoặc là như phiên cuối tuần vừa rồi thị trường chỉ cần có một phiên rung lắc hoặc là một phiên giảm như thế, như khoảng 7 điểm như vậy thôi, thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ nhanh chóng bán ra các cổ phiếu đó, từ đó nó sẽ tạo nên cái áp lực bán cho các cái nhóm ngành đó trên thị trường ngoài đó là những cái nhóm ngành ngoại trừ nhóm ngân hàng đó. Thì từ cái áp lực bán như vậy và bên cạnh đó là không có người mua, tức là ở thời điểm hiện tại là các cổ phiếu như mặc dù là chứng khoán hoặc là bất động sản là vẫn có những cái kỳ vọng rất là tốt ở trong cái tuần sau, đặc biệt là từ ngày 15 cho tới ngày 19 tháng 1 là Quốc hội sẽ có cuộc họp bất thường để mà trao đổi về luật đất đai và giải quyết một số vấn đề của cái nhóm ngành bất động sản ở thời điểm hiện tại. Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà nó giúp các doanh nghiệp bất động sản, các công ty bất động sản gỡ khó về vấn đề pháp lý và giải quyết vấn đề thanh khoản ở trong giai đoạn sắp tới. Thì đó cũng là những cái mà chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong cái cuộc họp của tuần sau đó. Vậy nên là chúng ta sẽ thấy là mặc dù là có rất là nhiều cái động lực hoặc là những cái kỳ vọng như vậy, nhưng mà giá nó cũng không có tăng. Đấy, giá không tăng mà các cái nhóm ngành như ngân hàng nó lại tăng rất là nhiều. Vậy nên là người ta sẽ có xu hướng là gì ạ? Bán đi hoặc là gì ạ? Cố nắm giữ để gì chờ một cái nhịp tăng, chứ không có kỳ vọng là sẽ mua mới vào đối với nhóm ngành này nữa, bởi vì không biết là sắp tới ngân hàng nó điều nó lên cao như vậy rồi nó điều chỉnh thì tụi này, tụi bất động sản, tụi chứng khoán, tụi thép nó có gãy, nó có rơi theo nữa hay không. Thì đó là cái tâm lý của phần lớn nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Thì theo góc độ cá nhân của Thành á, thì Thành cũng chia sẻ luôn là khi mà cái dòng tiền mà nó dịch chuyển như vậy á, thì chắc chắn nó sẽ có sự gì à? Nó sẽ có sự chuyển đổi giữa những cái nhóm ngành ngân hàng qua chứng khoán và bất động sản, thì nó cũng cần phải có thời gian đó. Thì nên là chúng ta khi mà chúng ta đã quyết định và chúng ta đầu tư, chúng ta chọn các cái nhóm ngành bất động sản, chứng khoán để mà chúng ta đầu tư á, thì những cái nhóm ngành này á thì thông thường là nó là những cái nhóm ngành hút tiền. Ở đây Thành lấy hai nhóm ngành chủ đạo là bất động sản, chứng khoán, hoặc có thể là thêm đó là thép, để mà đại diện cho cái nhóm mid cap nói chung của phần còn lại. Thì ba cái nhóm này nó đang hút tiền rất là nhiều trên cái thị trường trong xuyên suốt cái giai đoạn vừa rồi đó. Thì khi mà để mà tiền nó dịch chuyển từ ngân hàng sang ba nhóm này thì nó cũng cần phải có thời gian, đúng không ạ? Đó, và ba nhóm này vừa rồi nó cũng đã tăng nhiều rồi, thì cái việc mà nó giờ cần có những cái nhịp điều chỉnh rung lắc là cũng là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng nên là đối với Thành ở thời điểm hiện tại, khi mà ngân hàng mà nó bắt đầu điều chỉnh á, là các nhóm ngành kia điều chỉnh, thì Thành theo cái góc độ cá nhân của Thành thấy là cái gọi là cái kỳ vọng cho nhóm bất động sản hoặc là nhóm chứng khoán hoặc là nhóm thép nó sẽ nhiều hơn so với nhóm ngân hàng ở trong giai đoạn sắp tới. Thế nên là nếu mà có mua, có xác định đầu tư thì những cái nhịp rung lắc sắp tới thì nên tập trung vào những nhóm ngành đó, thay vì chúng ta cứ giờ chạy theo cái đà tăng của nhóm ngành ngân hàng ở thời điểm hiện tại ha. Đó, thì đó là một trong những cái chia sẻ về
góc nhìn thị trường và một số cái tâm lý đầu tư ở trong tuần tới. Và mình sẽ đi thực tế vào cái diễn biến của giá ở thời điểm hiện tại của chỉ số. Thì theo góc độ cá nhân thì ở thời điểm hiện tại chỉ số nó vẫn duy trì tổng thể là nó vẫn là một cái trạng thái giằng co thôi. Khi mà chúng ta xem về cái khung đồ thị tuần nè thì chúng ta sẽ thấy là tổng thể là nến nó vẫn là một cái nến giằng co đó mà. Đó, nó kết tuần bằng một cái nến giằng co như thế này và thanh khoản lại cao đột biến so với những cái tuần trước đó. Thì từ đây chúng ta sẽ thấy được một cái vấn đề là chỉ số ở thời điểm hiện tại nó cũng cần phải có những cái nhịp điều chỉnh thêm chứ nó chưa thể nào mà nó dẹp nó lên luôn ngay từ cái thời điểm này được. Đó, với việc chỉ số mà nó điều chỉnh thêm thì xác suất mà nó lên cao hơn có thể là vượt 1.200 trong giai đoạn sắp tới vẫn sẽ có. Nên là việc điều chỉnh này theo góc độ cá nhân của Thành thì Thành thấy nó vẫn là cần thiết, nhưng điều chỉnh mạnh hay điều chỉnh yếu là tùy thuộc vào dòng tiền ở trên thị trường lúc này. Đó, nhưng đối với cái kỳ vọng của Thành ha, thì Thành vẫn kỳ vọng là nó chỉ điều chỉnh nhẹ nhẹ quanh đâu đó khoảng tới một quanh 1140 thôi, ở 1138 1140 nè, quanh cái MA 20 của khung đồ thị tuần á. Thì khi mà nó điều chỉnh về những cái vùng này á thì tùy cái kỳ vọng cho nó bật ở trong những giai đoạn sắp tới nó sẽ cao hơn. Thì tại sao Thành lại kỳ vọng như vậy ở trong một cho tới 2 tuần tới? Tại vì á ở thời điểm hiện tại anh chị sẽ thấy là các cái cổ phiếu ngân hàng ở trên thị trường á, thì một số cái cổ phiếu nó tăng mạnh tăng nóng, ví dụ như là gì BIDV đi, hoặc là ví dụ như là CTG đi, hoặc là ví dụ như là MB đi. Đó, khi mà nó tăng nhanh lên như vậy thì nó có một cái nhịp điều chỉnh là một chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Thì bên cạnh các cổ phiếu tăng nhanh như vậy á, nó cũng có các cái cổ phiếu gì chưa có tăng mấy, ví dụ như là gì ví dụ như là gì VBank đó chưa tăng quá nhiều, hoặc là ví dụ như những con gì những con ở bên dưới, đúng không ạ? Đó, thì các cổ phiếu đó nó chưa tăng quá nhiều thì nó sẽ bắt đầu tăng ở những nhịp phía sau, hoặc là như là Exim đi, Eximbank đó. Đó, thì bắt đầu có sự tăng giá của những cái cổ phiếu này. Thì khi các cổ phiếu này tăng giá một phần nào đó nó sẽ giữ nhịp giữ đà lại cho chỉ số tại cái thời điểm này. Cái này chúng ta chưa nói và chưa bàn tới các cổ phiếu trụ ha. Đó, thì các cổ phiếu trụ đang rồi nó cũng không có tăng mấy, đặc biệt là nhà họ Vin nữa nè. Đấy, thì đây cũng là một trong những cái yếu tố để mà anh chị đánh giá và anh chị xác nhận là theo góc độ cá nhân của Thành thì thị trường nó sẽ khó để mà nó chỉnh sâu và nó về đâu đó khoảng 1140 là nó sẽ phục hồi lên trở lại mà thôi. Đấy, tuy nhiên thì với áp lực như vậy thì các cái cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán hoặc là nhóm thép gì đó nó có điều chỉnh mạnh hay không thì cái đó còn phụ thuộc vào gì đó, mức độ hấp thụ của dòng tiền tại những cái vùng hỗ trợ của nhóm ngành này nữa. Thì một tí nữa chúng ta sẽ bàn kỹ hơn ở trong cái phần sau của video ha. Đó, và tổng thể về thị trường nó sẽ là như thế, bởi vì cái phiên đột biến như thế này nè, cái tuần rồi đó, bởi vì cái tuần rồi cái vol đột biến như thế này mà giá nó không tăng được ha, giá nó không tăng được thì nó sẽ tạo áp lực rất lớn, nó tạo áp lực rất lớn cho cái việc là cần phải giằng co, cần phải rung lắc của chỉ số. Còn nếu trong trường hợp mà tuần rồi mà nó đóng cửa trên được 1160 thì nó sẽ là một tín hiệu tốt hơn và khả quan hơn đấy, nhưng mà nó đóng ở quanh cái vùng này, đương nhiên là nó về xu hướng tăng thì nó vẫn không có xấu đâu. Anh chị lưu ý nha, về xu hướng tăng thì nó cũng không có xấu đâu anh chị, nhưng mà giờ về cái nhịp mà để tăng ngay tăng tiếp trong ngắn hạn á thì chắc chắn có thể là nó chưa thể nào tăng được ở trong những cái nhịp sắp tới, nên là khi mà chúng ta đầu tư á thì chúng ta cũng cần phải lưu ý và chọn lựa cái điểm ra vào cho nó phù hợp. Nên là có đoạn vừa rồi nếu mà chúng ta quá FOMO vào cái nhóm ngành ngân hàng thì giờ cái lợi nhuận của anh chị kiếm được nó sẽ không bao nhiêu hết, nhưng mà cái gì cái việc là gì để mà sau này nếu mà có những cái nhịp điều chỉnh á thì cái thiệt hại cho cái tài khoản của mình nó cũng sẽ tương đối lớn. Thiệt hại đây là những cái chi phí cơ hội, thay vì anh chị chọn cổ phiếu ngân hàng tại cái thời điểm đó thì anh chị chọn nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản, nhóm thép thì cái đà phục hồi của nhóm ngành này nó sẽ cao hơn và nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái nhóm ngành tại cái thời điểm này. Thì chúng ta thấy là Thành cũng sẽ nói những cái nhóm ngành chủ đạo thôi nha, về thép, về bất động sản, về chứng khoán nha, những cái nhóm ngành chủ đạo như thế. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là bắt đầu đã có lực cầu quay trở lại đối với cái nhóm ngành thép rồi, và nếu mà khách quan với nhau á là chúng ta sẽ thấy là cái nhóm thép là một trong những cái nhóm có xu hướng gì điều chỉnh trước, đúng không ạ? Tạo đỉnh ngắn hạn rồi điều chỉnh trước, đó là về cái xu hướng của nhóm thép, và chúng ta thấy là nó phục hồi rất là tốt. Đó mà về quanh vùng bên dưới này là bắt đầu có lực cầu trở lại rồi, nhưng nó phải cần có thời gian để nó cân bằng. Như Thành nói, ở cái vùng này á ít nhà đầu tư họ muốn mua vào đối với các cổ phiếu này lắm, nên là cái lực cầu nó vẫn chưa đủ mạnh và dòng tiền lớn á nó vẫn nằm ở cái nhóm ngành ngân hàng khá là nhiều, nên là nó phải cần có thời gian nó tích lũy, nó tái hấp
Nó tái tích lũy lại ở cái vùng quanh đây thì nó có tạo đà để nó bứt phá lên ở trong những nhịp sắp tới đối với cái nhóm ngành thép là cái thứ nhất. Đấy, thì chúng ta thấy là như con hoa sen đi, nó sẽ tái tích lũy lại quanh cái vùng 21.x, thì chúng ta sẽ theo dõi quanh cái vùng này. Nếu mà nó cân bằng được thì nó cũng sẽ là một cái cơ hội để mà anh chị vào lệnh trong những nhịp tới, hoặc là ít nhiều nó sẽ có những cái nhịp rung lắc, những cái nhịp điều chỉnh. Nếu mà sâu quá thì nó sẽ về đâu đó tầm khoảng 20.5, nó sẽ về tầm đây đó. Nếu mà cái nhịp điều chỉnh này nó về tầm đây luôn á, thì về tầm 20.5 luôn, thì chúng ta cũng có thể là xem xét để mà chúng ta vào lệnh được đối với cái nhóm ngành thép ha. À, tiếp theo chúng ta thấy đó là về Nam Kim. À, Nam Kim thì anh chị thấy là giờ nó đang có cái hỗ trợ là quanh 22.x, thì bây giờ xem xét xem nó test về vùng hỗ trợ này như thế nào, rồi chúng ta sẽ giờ quyết định để mà chúng ta tham gia. Thì đây là những cái điểm mà Thành đưa ra trước để mà anh chị theo dõi trong cái tuần tới. Nếu mà nó có điều chỉnh á, thì chúng ta chọn cơ hội chúng ta tham gia thì nó sẽ tốt và nó sẽ tối ưu hơn. Ở hoặc tiếp theo nữa đó là Hòa Phát, đúng không? Hòa Phát ở đoạn này nó giống Nam Kim ở cái nhịp trước là gì, nó gãy trend rồi, nên là nó sẽ về lại những cái vùng hỗ trợ bên dưới, có thể là quanh 26 anh chị nhé. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý ở cái vùng này mà nó gãy trend rồi thì khả năng cao nó về là quanh 26, nên là những cái nhịp điều chỉnh của nó chúng ta cũng thể là xem xét để mà chọn cái cơ hội để mà chúng ta quay trở lại, chúng ta tham gia cho cái nhóm thép trong giai đoạn tới. Đương nhiên là giá thép ở thời điểm tại vẫn đang có dấu hiệu là gì, điều chỉnh, đúng không? Đang có dấu hiệu điều chỉnh so với cái đà tăng trước đó, tuy nhiên tổng thể thì nó vẫn là một cái xu hướng tăng. Đó, nên là với cái kỳ vọng của nhóm ngành thép thì chúng ta vẫn kỳ vọng được cái kết quả hoạt động kinh doanh của quý tư nó vẫn là một cái điều khá là thuận lợi. Vậy nên là trong ngắn hạn nếu mà có những cái nhịp điều chỉnh nhanh thì chúng ta có thể tận dụng đấy để làm cái cơ hội mà lướt sóng cho cái cổ phiếu nhóm ngành thép ở thời điểm hiện tại ha. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ nói về nhóm ngành chứng khoán. Chứng khoán thì một số doanh nghiệp sẽ tiến hành tăng vốn ở trong năm 2024 này đến từ là gì, VCI. VCI thì chủ yếu là phát hành ESOP thôi, còn đến từ là gì, VND hoặc là SSI. Thì đây là hai cái nhóm ngành mà hai cái doanh nghiệp của nhóm ngành chứng khoán là Thành đang kỳ vọng ở thời điểm hiện tại, nên anh chị nào có đầu tư thì cũng có thể là lưu ý thêm. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chọn cái điểm mua phù hợp. Chúng ta thấy là đối với cái nhóm ngành chứng khoán nè, trong cái phiên cuối tuần vừa qua nó cũng có tín hiệu phục hồi rất nhanh, đúng không ạ? Nhưng mà khi đóng cửa nó lại có dấu hiệu là đóng cửa thấp nhất phiên, tức là chúng ta cũng thấy được một cái điều rằng như Thành nói lúc đầu video á, là cái áp lực bán bây giờ rất là lớn và người ta sẵn sàng bán và không ai kỳ vọng mua quá nhiều ở cái vùng giá này nữa, mà người ta thay vào đó người ta chú ý vào nhóm ngành ngân hàng nhiều hơn, đúng không ạ? Đó, có thể là bán chứng khoán qua mua ngân hàng tại những cái thời điểm như thế này. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ thấy là những con như con VCI nè, nó phải về lại những cái vùng hỗ trợ bên dưới, thì lúc đó anh chị gì canh, anh chị vào thêm hoặc là anh chị mua mới gì đều được hết ở trong cái nhịp sắp tới, ví dụ là quanh 40.x nè. Đó, về quanh 40 thì anh chị xem xét để anh chị vào lệnh. Hoặc là những con như là con FTS đi, nó lên thì nó phải vượt hẳn rồi nó test lại thành công á thì nó mới ok, còn không á thì nó phải tích lũy trong một cái biên độ này thêm một giai đoạn nữa nha, anh chị lưu ý nha, tích lũy trong cái biên độ này thêm một khoảng thời gian nữa, đâu đó tầm 2 cho tới 3 phiên nữa, nếu mà giữ vững trong biên độ này ổn thì chúng ta xem xét chúng ta vào lệnh được. Chứ còn ở thời điểm hiện tại ha, ở thời điểm hiện tại nó cũng chưa có một cái tín hiệu xác nhận là nó sẽ vượt, mà vượt lên á thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó lên đâu đó tầm 48 thôi, nên là cái dư địa chúng ta không còn quá nhiều ở tại cái thời điểm này cho cổ phiếu FTS nữa, nên là chúng ta khi mà chúng ta chọn điểm vào á thì nên chọn một cái điểm cho nó tối ưu. Rồi tiếp theo là con CTS. CTS thì cũng tương tự như vậy thôi, đoạn này thì cái biên độ đang khá là lớn, biên độ biến động đang khá là lớn thì bắt buộc là nó phải vượt rồi nó test lại thành công á thì chúng ta mới vào lệnh được. Còn hai là nó phải tích lũy, tái tích lũy trở lại trong một cái biên độ như thế này thì chúng ta mới xem xét để vào lệnh, nó sẽ ok hơn rất là nhiều ha. Tiếp theo đó là SSI, chúng ta thấy là vượt không thành công, test lại, đúng không ạ? Test lại cũng chẳng thành công luôn đấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì, phải test lại cái vùng hỗ trợ bên dưới đâu đó từ 32 cho tới 33 thì nó sẽ là một cái điểm vào lệnh khá là ổn định cho các anh chị ở trong giai đoạn sắp tới ha. VND thì cũng tương tự như vậy thôi, nếu mà anh chị nào thích đánh thì trong vùng nền này mình mua trước một phần đi, rồi xong sau đó là nó về lại bên dưới nè thì mình sẽ xem xét để mình gì mua thêm đối với cổ phiếu VND này, còn không thì gì mình cứ ngồi chờ xem nó bật lên được từ đây hay không, đúng không, nó bật, nó có bật lên được từ đây hay không để mình canh mình vào lệnh. Còn nếu mà nói gì nó không bật được thì mình về dưới đây mình mua. Đương nhiên cái cách này nó sẽ khá là thụ động và đòi hỏi là chị phải theo dõi cổ phiếu nó thường xuyên, nên là nếu mà anh chị nào không theo dõi được cổ phiếu thường xuyên á thì chúng ta giờ nên chọn một cái phương án khác là gì, chúng ta mua trước một phần, mua trước ít cũng được tầm 30% trong cái vùng này thôi,
Đó thì về đây chúng ta mua thêm 70% còn lại, thậm chí là nếu mà cổ phiếu có hồi tốt thì mình sử dụng thêm margin để đánh lướt sóng vẫn rất là ok. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng sẽ lưu ý thêm ha. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy đó là con SHF cũng tương tự như con VND thôi, nó vẫn đang tái tích lũy trong một cái vùng hỗ trợ nhất định. Đúng không ạ? Đó thì về lại những cái vùng bên dưới này mua ở đây, hoặc là về lại những vùng bên dưới này, vùng hỗ trợ bên dưới thì chúng ta về sẽ xem xét gì? Gia tăng thêm. Đó nó cũng là một cái cách vận động giống nhau cả. Đấy. Tiếp theo đó là chúng ta thấy là những con như là con HCM là hôm trước Thành có nói với anh chị rồi đúng không? Nó về lại cái kênh xu hướng ở phía bên dưới thì nó cũng sẽ là một cái cơ hội để mà anh chị vào lệnh, anh chị đánh lướt sóng. Còn những cái vùng ở bên trên như thế này nó sẽ rất là khó để mà anh chị chọn một cái điểm mua phù hợp đối với các cổ phiếu, đối với cổ phiếu chứng khoán HCM này ở tại cái thời điểm trước đó. Thì khi về đây mà nó có tín hiệu phục hồi như thế này thì nó cũng là một cái yếu tố tương đối tốt cho cái tín hiệu của nhóm ngành chứng khoán ở trong giai đoạn tới. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái tuần, trong cái phiên giảm điểm vừa rồi nha, cái phiên cuối tuần vừa rồi chúng ta thấy là cái nhóm ngành chứng khoán là một trong những cái nhóm ngành mà nó vẫn giữ giá được tương đối ổn. Nó không như cái nhóm ngành bất động sản ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên là bất động sản thì nó đang thiếu cái động lực hơn, thiếu cái động lực hơn tại vì nó vẫn sẽ chờ luật đất đai sửa đổi và không biết là có sửa đổi được hay không, nên là người ta đang thiếu kỳ vọng về cái nhóm ngành này, nên là thành ra cái lúc nhịp rung lắc thì người ta sẽ áp lực, người ta sẽ bán nhiều hơn thôi. Cái điều này là cái điều rất là bình thường đó. Ví dụ như cái cổ phiếu Nam Long đi, Thành đã có nói và có chia sẻ trước ở trong những cái video gần đây rồi đúng không ạ? Đó, khi mà trong cái vùng nền, vùng tái tích lũy này nè thì anh chị chia tỷ trọng để anh chị vào lệnh. Đương nhiên mình sẽ vào lệnh trước một phần thôi. Ví dụ anh chị chọn vào lệnh 30% trong cái vùng nền này thì anh chị cũng nên rải ra, mỗi lần mình vào khoảng 10%, còn trong vùng nền thì mình rải tầm 10% để mình vào lệnh quanh vùng này. Rồi khi nào nó bứt thoát hẳn thì lúc đó mình sẽ gia tăng ở trong những cái nhịp sau thì nó sẽ tốt và nó sẽ hiệu quả hơn. Hãy so với việc là mình mua full, mình mua hết một lần trong cái vùng này luôn. Nếu mà trong trường hợp bất ngờ mà nó rơi và nó rủ thì lúc đó mình sợ mình tiến hành cắt lỗ nữa thì lúc đó nó sẽ rất là khó cho mình ha. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng sẽ lưu ý những cái nhịp này nha. Đất xanh thì nó cũng test về lại vùng hỗ trợ bên dưới thôi. Thì anh chị có thể là lưu ý theo dõi xem nó bật lửa hay không. Thì về vùng nền thì Thành nghĩ là anh chị nên vào trước một phần đi. Rồi khi nào mà nó về thêm lại vùng bên dưới này nữa đó thì anh chị sẽ gia tăng cái phần còn lại. Anh chị nào có đầu tư thì mình sẽ lưu ý. Nova nó cũng tương tự như vậy anh chị ha. Nó trong cái vùng nền nè, đó thì anh chị có thể là xem xét để vào trước một phần. Rồi khi nào nếu mà trong trường hợp xấu á, nó về lại thêm cái vùng bên dưới này nữa, tầm 15 chấm x á, thì anh chị sẽ gia tăng tỷ trọng ở trong cái giai đoạn phía sau. Nên là anh chị nào có đánh Nova thì có thể là lưu ý. Nhìn chung thì cách biệt nó cũng không quá nhiều đâu, có 5 like giá thôi. Thì mình có thể làm rải lệnh ra, mình chia tỷ trọng ra để mình vào lệnh, nó vẫn sẽ ok hơn ha. BDR thì bây giờ nó đã đóng dưới cái trend rồi, đóng dưới cái trend tăng rồi thì xác suất nó sẽ tiếp tục giằng co trong cái biên độ này giống như con Nam Long đúng không ạ? Đấy, nó tiếp tục giằng co trong biên độ này thôi. Đấy, thì trong biên độ giằng co nếu mà nó gì còn trong biên độ thì anh chị sẽ canh để mà anh chị vào trước một phần tỷ trọng, rồi xong khi sau đó khi nào nó vượt á thì anh chị sẽ gia tăng thêm ở trong cái giai đoạn sắp tới. Vượt đây là vượt mốc 29 nha. Đó, anh chị nào có đầu tư thì lưu ý BDR hoặc là con gì DG đi. DG bây giờ nó đang test lại cái kênh đúng không ạ? Nó đang test lại cái kênh ở vùng này. Nhưng nếu nó test không thành công thì sao ạ? Xác suất cao nó sẽ về là 24. Ha? Xác suất cao nó về là 24. Nếu mà trong trường hợp mà nó xác nhận nó đóng nến dưới 26 á thì xác suất nó về là 24 khá là cao. Nên là đối với các cổ phiếu này thì mình cũng nên chọn cái thời điểm để mình vào lệnh. Ok, ai mà chấp nhận rủi ro và sẵn sàng mua thêm khi nó về là 24 thì mình có thể là mua trước lấy vị thế ở vùng này cũng được ha. Lấy vị thế ở vùng này cũng được. Rồi sau đó gì ạ? Nó về là quanh 24 thì mình có thể là mình gia tăng thêm ở trong giai đoạn phía sau. Nó vẫn ok ha. Nó là tùy cái định hướng của anh chị cho một cái cổ phiếu thôi. Ví dụ như con HDC đi, HDC mà nó về tầm lại bên dưới này á, nó test lại vùng bên dưới này á thì nó sẽ mở ra cái cơ hội rất là tốt để mà anh chị đánh cho cái nhịp tới. Thì anh chị nào có đánh thì Thành nghĩ là nên lưu ý cái vùng này đi. Nó về là cái vùng này là anh chị bắt đầu theo dõi nó mà đánh, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Tiếp theo là con KDH cũng tương tự như vậy, nó về là cái vùng đáy phía bên dưới rồi. Đó thì mình theo dõi là cái vùng này thì mình xem xét mình rải lệnh ra, mình vào lệnh ở trong cái nhịp này nó vẫn sẽ tối ưu hơn rất là nhiều ha. Rồi, CEO thì hôm trước Thành có nói với các anh chị rồi đúng không? Về tầm 20 21 á, là về tầm cái vùng này á thì chúng ta mới canh, chúng ta vào lệnh được. Còn nó ở lưng chừng những vùng trên này thì nó sẽ rất là khó. Con này Thành đã tư vấn rất là nhiều ở trong những video trước đây rồi. Nên là anh chị nào mà tránh được cái đoạn này cũng rất là tốt nè. Tốt là sao ạ? Tức là cái vùng này nè, nó không tăng không giảm bao nhiêu hết á. Mình mua vô mình cầm hàng rồi mình giữ hàng ở đây đến lúc nó giảm là mình lại cắt lỗ thì lúc đó nó không hay. Nên là thay vì là vào đó thì mình sẽ chọn một cái điểm nó phù hợp.
để mình canh mình vào lệnh. Thì rồi từ đó mình yên tâm mình nắm giữ luôn đó, thì nó sẽ tốt và nó sẽ ok hơn đó. Thì đó là cái vị thế tiếp theo, đó là chúng ta sẽ thấy đó là về con Vinhome. Vinhome nó cũng sẽ test về lại tầm đây anh chị ha, nó test về lại tầm đây đấy, test về lại tầm đây thì chúng ta sẽ xem xét thử coi có lực cầu quay trở lại hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ canh để mà chúng ta vào lệnh ở trong những cái nhịp sắp tới cho con Vinhome đấy. Thì đó là về bất động sản. Còn về khu công nghiệp thì trước Thành có nói rồi đúng không anh chị, đó có nói rồi, KBC test lại về lại vùng này hoặc là gì đó, về lại thấp bên dưới luôn là quanh 30 đó đó, về lại những vùng bên dưới này thì anh chị xem xét anh chị vào lệnh nó vẫn rất là ok. Đối với cái cổ phiếu khu công nghiệp hoặc là con VGC thì nó phải về lại tầm vùng này quanh 50 á thì mình mới xem xét mình vào lệnh được. Còn SJC thì nó sẽ giống như con Nam Long hoặc là con BDR của bất động sản lúc nãy, tức là nó cứ giằng co trong một cái biên độ như thế này rồi nó chờ một cái nhịp vượt, thì những cái nhịp mà nó gì lui về quanh cái vùng hỗ trợ phía bên dưới quanh 34 chẳng hạn thì chúng ta xem xét để mà chúng ta vào lệnh à. Còn IDC như thế này thì nó sẽ rất là khó cho anh chị một cái điểm vào lệnh mới ha, là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý. À, đối với cái nhóm đầu tư công vừa rồi nó cũng đang chỉnh khá là mạnh đúng không ạ? Chúng ta thấy là đầu tư công rơi khá là mạnh, những con những FCN rơi tới 5% được à. Đó, nhưng mà tổng thể nhá, xu hướng tăng thì nó vẫn giữ thôi và nó vẫn rơi về những cái vùng hỗ trợ đang khá là an toàn. À, khá là an toàn. Nên là những cái nhịp rơi này anh chị nào mà chọn lựa được điểm vào tốt, ví dụ như VCG là quanh 22.5. Đó thì chúng ta sẽ xem xét để mà chúng ta vào lệnh. Hoặc là còn FCN test về lại vùng nền đúng không? Thì sẽ xem xét để mà chúng ta gì vào lệnh ở trong những nhịp sắp tới, hoặc là con gì ạ C4G hoặc là gì ạ HHV đó à. Thì đầu tư công Thành nói luôn với anh chị là từ 2024 2025 nó sẽ là điểm nhấn đó và sẽ tiếp tục giải ngân rất là nhiều ở trong những cái năm tới đây, nên là nó cũng sẽ là một cái câu chuyện để mà anh chị chọn lựa để mà anh chị đầu tư các cái cổ phiếu này. Tiếp theo đó thì HHV thì nó về lại vùng hỗ trợ quanh 15 thì chúng ta xem xét để mà chúng ta vào lệnh. LCG thì cũng trong cái biên độ tích lũy thôi đó, thì anh chị nào mua thì cứ mua trước cũng được. CI thì bây giờ nó test lại cái vùng này như hôm trước Thành có nói đúng không ạ, nó test lại cái vùng này đó thì cứ xem coi nó test như thế nào để mà chúng ta vào lệnh ở trong những nhịp sắp tới. Rồi thì đó là một số cơ hội và một số cổ phiếu nếu trong nhịp điều chỉnh của thị trường thì Thành khuyên thật là anh chị nên mua, và nếu mà thị trường có điều chỉnh Thành nghĩ là sẽ điều chỉnh ngắn về đâu đó khoảng gần 1140 rồi sẽ có những cái nhịp tín hiệu bật lên trở lại ở trong cái giai đoạn tới, nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng có thể là lưu ý thêm à, nó sẽ là một cái cơ hội để mà anh chị đầu tư hoặc là chọn những cái cổ phiếu giá rẻ trong những cái nhịp rung lắc đấy. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi đến cuối video, cũng chúc anh chị có một cái ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.